Trước khi nào Accent lại rẻ như thế này, thưa quý anh chị, thì em xin chào quý anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt số tự động màu đỏ. Anh chị có thể thấy chiếc xe mang một cái thiết kế bảnh bao này, trẻ trung và đầy tiện nghi công nghệ, và rất phù hợp cho những khách hàng có độ tuổi từ 18 đến khoảng 50 tuổi. Vâng. Ở chiếc Accent đặc biệt này thì hiện tại giá bán bên em cực tốt, chỉ với 508 triệu là giá bán của chiếc xe này. Có tặng kèm theo là sẽ có là một bộ phim cách nhiệt New Sun bảo hành 10 năm, trả sàn da, bọc vô lăng. Accent đặc biệt thì bọn em có thêm cả phiên bản sản xuất 2023 màu đen với giá cực kỳ tốt, chỉ với 487 triệu. Vâng, 487 triệu. Rẻ hơn đâu đó khoảng 20 triệu so với chiếc xe sản xuất 2024. Vâng, phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại bên em cũng đang được bán với mức giá rất là tốt, chỉ với 473 triệu. Giá lăn bánh thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên màn hình để em có thể báo giá chi tiết theo từng vị trí vùng miền cũng như là theo vị trí có mức thuế 10 đến 12%. Cùng em tìm hiểu một vòng nhé, thì em sẽ review qua một chiếc xe Accent đặc biệt này. Thì về phần đầu xe, anh chị có thấy đó là cụm đèn pha cốt, thì vẫn được trang bị đèn pha là halogen có kiểu chiếu qua bóng chiếu projector cho chùm sáng hội tụ phá sương rất là tốt. Cụm đèn led định vị ban ngày boomerang này tạo cảm giác khỏe khoắn. Đèn sương mù của xe thì cũng được trang bị là đèn halogen kiểu chiếu có bóng projector, lưới tản nhiệt mạ chrome khói sang trọng. Xi nhan thì vẫn là xi nhan bóng halogen thường. Về phần la răng thì Accent được trang bị với cái mâm la răng kích thước là 16 inch, còn 15 inch là phiên bản tiêu chuẩn. Xi nhan tích hợp trên gương kèm sấy gương, tích hợp chỉnh điện và gập điện. Tay nắm cửa thì được mạ chrome sang trọng. Đến phần đuôi xe thì xe được trang bị cụm đèn hậu dạng led đây ạ, có cụm đèn hậu dạng led chạy dài đó, có 4 cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe và gắp xe vào chuồng, và có camera lùi ngoại hỗ trợ nhìn đêm, có mở góc lái. Cốp xe rất là rộng, Accent có một cái chiều dài cơ sở tốt cho nên là cái chiếc cốp của xe rất là rộng, thưa quý anh chị, để được rất là nhiều đồ, anh chị có thể đi du lịch thì thoải mái để hành lý ạ. Phần tiêu hao nhiên liệu đây, anh chị có thể thấy tiêu hao nhiên liệu của xe rất tốt, với đường kết hợp là 6,2 lít, đường trong đô thị là 8,5 lít và đường ngoài đô thị chỉ với 4,86 lít thôi, rất là tiết kiệm. Về phần nội thất thì Accent có những cái nổi bật như là hệ thống ghế da cho phiên bản đặc biệt. Ghế da này thì rất là sáng với hai tông màu là màu xám và màu kem. Vô lăng thì 4 chấu bọc da cho hai phiên bản tự động, có tích hợp nút bấm ga tự động cruise control và tăng giảm lượng các phím bấm tiện nghi. Màn hình của xe thì được trang bị với kích thước là 8 inch, có tích hợp các công nghệ Apple CarPlay, Android Auto và bản đồ định vị do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Điều hòa của xe trên phiên bản đặc biệt cũng là điều hòa tự động, và ngược lại bản tiêu chuẩn là điều hòa chính cơ. Điều hòa tự động này thì cũng là trang bị ở trong phân khúc rồi. Phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ, và cần số thì vẫn là cần số thẳng, có được trang bị với hộp số của xe là hộp số 6 cấp bánh răng. Cửa sổ trời cũng được trang bị cho Accent, mà trong phân khúc thì City và Vios cũng chưa được trang bị. Rồi cùng em đến với phần hàng ghế thứ hai nhé. Phần hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể thấy là Accent có một hàng ghế thứ hai rất là rộng. Đó, hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng ghế tốt, và có độ ngả lưng ghế tốt và có cửa có gió điều hòa tích hợp cho hàng ghế thứ hai, cũng như là cổng sạc USB. Hiện tại thì bên em có hỗ trợ mức lãi suất cực tốt cho quý hàng vay trả góp, với tỷ lệ vay tối đa là 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm và lãi suất cố định trong 1 năm đầu rơi vào khoảng 0,48%, cố định trong vòng 3 năm thì rơi vào khoảng 0,65%, thưa quý anh chị. Phí trả trước thì năm đầu 3%, năm 2 2% và năm thứ 3 là 1%, từ năm thứ 4 đi sẽ làm miễn phí. Thì em cũng đã review qua, báo giá qua cái chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Thì quý anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình
Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.